Chiều ngày 6 tháng 10, Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh để ra soát công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022. Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng các phó chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Lê văn Phước, Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Minh Thủy chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng các tiểu ban chuyên môn báo cáo tiến độ, công việc chuẩn bị, giải ý kiến thảo luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã thống nhất dời thời gian tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022 vào tháng 8 năm 2023, đúng vào dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022 nhằm tạo đà tăng trưởng bền vững, phục hồi kinh tế cho tỉnh sau dịch Covid-19, nên việc tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả để có thể mời gọi cho được những doanh nghiệp và dự án đầu tư lớn về đầu tư tại tỉnh. Để hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022 sắp tới được tổ chức thành công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở ngành, địa phương và các tiểu ban chuyên môn tiếp tục ra soát và hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đã đề ra bên cạnh đó tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắt và mời gọi đầu tư tại an giang